Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Radar TV Vũ khí cổ đại. Trong phần trước chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về một số loại vũ khí chủ lực trên chiến trường phương Tây cổ đại. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng để tìm hiểu những vũ khí của người phương Đông xa xưa. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại vũ khí tự động của người Trung Quốc, đó là lò Liên Châu đặt trên xe ngựa. Các kỹ sư hàng đầu trong công nghệ quân sự của thế kỷ 21 liên tục phát triển những cách thức mới tấn công kẻ thù và giảm thiểu rủi ro cho binh lính quân mình. Các phương tiện đường bộ không người lái là phát minh bổ sung mới nhất vào kho vũ khí của quân đội. Nhưng đáng ngạc nhiên là các vũ khí tương tự đã được sử dụng trên chiến trường cách đây gần 2.000 năm. Năm 180 sau Công nguyên, một cuộc nổi dậy đã nổ ra ở huyện Linh Linh, phía đông nam Trung Quốc. Vào thời đó, Vương Triều Hán đang bành trướng thế lực ở khu vực này. Những người dân địa phương hoặc bị đồng hóa, hoặc bị đẩy lên những vùng khắc nghiệt. Tất nhiên là họ tỏ ra phẫn nộ và phản kháng. Một cuộc nổi loạn của hàng nghìn người đã nổ ra và huyện Linh Linh cần sự giúp đỡ. Đại nguyên soái Yang Husan đã được triệu tập khi tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các lực lượng địa phương. Yang Husan phải đối mặt với một tình thế rất khó khăn. Ông không có đủ quân lính để đối đầu với quân khởi nghĩa. Bị phiến quân áp đảo về số lượng, ông đã nghĩ ra một kế sách tài tình. Yang Husan thiết kế một loại xe ngựa không người lái được trang bị nỏ. Vị tướng người Hán sử dụng những cỗ xe ngựa được kéo bởi những con ngựa với những tấm rẻ đang cháy gắn vào đuôi và được trang bị nỏ tự động. Cơ chế bắn được gắn vào bánh xe. Ông có thể cho các cỗ xe tiến lên phía trước mà không cần binh sĩ điều khiển. Các cỗ xe tự động khai hỏa gây ra hoảng loạn trong hàng ngũ phiến quân. Sau đó, quân đội nhà Hán xông lên tiêu diệt quân địch. Các viên tướng của Trung Quốc thời cổ đại không hề e ngại việc hy sinh động vật để đạt được mục đích. Những con ngựa kéo xe không có cơ hội sống sót. Chúng chắc chắn sẽ chết do bị lửa thiêu hoặc bị kẻ thù tấn công. Richard Willey, nhà thiết kế các mô hình cổ đại, nghiên cứu cách thức mà thứ vũ khí này hoạt động. Để hiểu được loại vũ khí phức tạp này, phải tách rời từng bộ phận. Đầu tiên là những chiếc nỏ. Yang đã chọn loại nỏ có hỏa lực mạnh nhất. Và ở Trung Quốc thế kỷ thứ hai, đó là nỏ Liên Châu. Nỏ Liên Châu là loại nỏ có thể bắn ra 4 hoặc 5 mũi tên cùng lúc. Nhưng liệu nó có hiệu quả khi được sử dụng để làm xe nỏ? Vậy là chúng tôi đã hoàn thành chiếc nỏ và gắn nó lên giá. Chúng tôi muốn dùng nó để bắn vào một mục tiêu ở khoảng cách gần để xem chuyện gì xảy ra khi nhiều mũi tên được bắn ra cùng lúc. Với loại nỏ Liên Châu thì câu hỏi về hướng bay của các mũi tên vẫn chưa có câu trả lời. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắn chiếc nỏ này như trong một cuộc chiến thực sự. Cuộc thử nghiệm cho thấy các mũi tên ở khá gần nhau, tương đối giống với đạn súng săn. Chúng tôi tập trung hỏa lực vào một khu vực tương đối nhỏ. Tôi nghĩ theo những gì người ta nói về xe nỏ, việc tập trung hỏa lực vào một khu vực nhất định sẽ tiêu diệt được một số quân địch, và việc một nhóm lính bị tiêu diệt sẽ làm rối loạn cả đội hình. Đó chính là mục đích của họ. Họ muốn phá vỡ hàng ngũ quân địch. Đây có thể là nền tảng cho hệ thống bắn so le của xe nỏ. Điều này khiến tôi khá ấn tượng. Trước tiên, ta cần nghiên cứu cách hoạt động của cơ chế kích hoạt bằng dây. Đây là một hệ thống kích hoạt chuẩn. Kéo cái chốt này về sau. Nên với các sợi dây được đặt ở phía trước, một đoạn dây phải được luồn qua một cái lỗ buộc vào chốt. Cơ chế này hoạt động khá hiệu quả. Phải kéo dây khá mạnh, nhưng cả bốn chiếc nỏ đều khai hỏa, nên có 16 mũi tên được bắn ra.
Nếu đây là những máy bắn cung thì những mũi tên bắn ra thực sự rất đáng sợ. Cơ chế kích hoạt đơn giản này là một giải pháp hợp lý cho tình thế khẩn cấp mà Huxuan và binh lính của mình đang đối mặt. Yang Huxuan bị đẩy vào tình thế rất khó khăn khi bị áp đảo hoàn toàn về số lượng. Ông phải nhanh chóng đưa ra chiến thuật, tạo ra thế cân bằng trên chiến trường. Có vẻ như những quân sư của ông đã đề xuất ý tưởng này dựa trên những kỹ thuật rất cơ bản. Nhưng làm cách nào những chiếc nỏ có thể được kích hoạt bằng bánh xe như trong văn tự cổ đã mô tả? Khi bánh xe quay, sợi dây này sẽ cuộn quanh trục bánh xe. Xe càng chạy, sợi dây sẽ càng xoắn lại đến khi bị thít chặt. Nó sẽ kéo cái chốt này xuống và cái chốt đó được gắn với dây cung. Lần đầu tiên trong 2.000 năm, vũ khí không người lái đầu tiên của thế giới được sử dụng. Các thử nghiệm đều khá thành công, chứng tỏ hệ thống này có hiệu quả. Tôi nghĩ nếu bạn đứng ở hàng đầu trong hàng ngũ quân nổi dậy, nhìn thấy những cỗ xe ngựa khổng lồ và những con ngựa với đuôi bị bốc cháy đang điên cuồng lao thẳng về phía mình, chắc chắn bạn sẽ hoảng sợ. Nhưng khi bạn nhìn thấy hàng loạt mũi tên bay ra, bạn sẽ không biết chúng bay từ đâu tới. Trong trạng thái hoảng loạn, phản ứng đầu tiên sẽ là bắn trả, như những tài liệu cổ có nói. Rốt cuộc thì quân nổi dậy đã tự bắn lẫn nhau. Những nghiên cứu chỉ ra rằng, với trình độ kỹ thuật thời bấy giờ, Yang Huxuan và những người thợ của ông đủ khả năng chế tạo loại xe nỏ không người lái này. Cỗ máy chiến tranh mà họ phát minh ra là nguồn cảm hứng cho các kỹ sư quân sự thế kỷ 21. Ý tưởng về phương tiện không người lái giống như những gì mà khoa học hiện đại đang cố thực hiện. Đó là dùng máy móc tự động thay thế binh lính. Có thể nói, chúng ta đang áp dụng lại kỹ thuật của 2.000 năm trước. Những người thợ Trung Quốc cổ đại có thể chế tạo những thứ vũ khí độc đáo đi trước thời đại của họ tới hàng trăm năm. Nỏ Liên Châu tự động đặt trên xe ngựa quả là độc đáo, nhưng lại phụ thuộc khá nhiều vào con ngựa kéo cỗ xe. Bởi vậy, vũ khí trên có thể bị vô hiệu hóa khi đối phương biết cách dọa những con ngựa khiến chúng sợ hãi thay vì lao về phía mục tiêu. Đó có lẽ cũng là lý do loại vũ khí trên không được sử dụng rộng rãi. Giờ là lúc tìm hiểu thứ vũ khí tiếp theo, một loại trang bị có nhiều điểm hiện đại. Còn nhớ trong một vài chương trình về vũ khí tối tân trước đây, chúng tôi có dịp giới thiệu tới quý vị và các đồng chí một loại áo giáp có tên là vảy rồng. Điều bất ngờ là trong chương trình về vũ khí cổ đại ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại giáp có hình dáng mà quan điểm thiết kế khá tương đồng. Đó là giáp vảy cá của người Trung Quốc. Hãy cùng xem loại áo giáp này có thể chặn được những mũi tên hòn đạn nơi chiến trường hay không. Quân đội thời cổ đã được trang bị những loại áo giáp đi trước thời đại. Cuộc nghiên cứu đưa chúng tôi đến bảo tàng Royal Armoury ở Vương quốc Anh, một trong những trung tâm nghiên cứu vũ khí hàng đầu thế giới. Thời thượng cổ, binh lính được trang bị áo giáp lưới. Dù không được trưng bày nhiều ở các bảo tàng, nhưng thực sự áo giáp lưới là loại áo giáp rất hiệu quả. Trong hàng nghìn năm, từ năm 1000 trước công nguyên đến thời Trung Cổ, áo giáp lưới là sự lựa chọn hàng đầu của quân đội ở tất cả các nước. Nhưng có một loại vũ khí có thể xuyên thủng loại áo giáp này, đó là nỏ. Nỏ có sức công phá ngang bằng, thậm chí là mạnh hơn cả cung tên, và nó khá dễ sử dụng. Lý do người Trung Quốc dùng nỏ vì chỉ cần 15 phút để dạy một chiến binh cách sử dụng nó, và người lính đó cũng không cần quá khéo léo. Việc sử dụng nỏ đồng nghĩa với hỏa lực mạnh hơn và nhiều binh lính sử dụng hơn trên chiến trường. Những mũi tên đã xuất hiện trên chiến trường trong hàng nghìn năm, những chiếc nỏ lại càng tăng thêm sức mạnh cho chúng và là một mối đe dọa lớn đối với những chiến binh mặc áo giáp lưới. Điểm yếu của áo giáp lưới là những mũi tên sắc nhọn có thể đâm xuyên qua những khe hở, cắt đứt những mối nối trên áo giáp. Quân đội cần một loại áo giáp mới.
Và đây là loại áo giáp xa xỉ nhất của thời cổ. Áo giáp tấm. Nỏ và cung có thể bắn xuyên qua áo giáp lưới, nhưng không thể xuyên qua áo giáp tấm. Song có một vấn đề lớn. Hạn chế của áo giáp tấm là nó quá đắt. Quân lính thời cổ đại cần một loại áo giáp vừa rẻ, vừa có thể bảo vệ họ trước cung tên. Cuộc nghiên cứu đưa chúng tôi đến Trung Quốc. Một tài liệu viết tay từ thế kỷ thứ 8 nhắc đến việc sử dụng một loại vật liệu không tưởng. Theo đó, người Trung Quốc cổ chỉ dùng giấy để làm áo giáp cho quân đội. Sao họ có thể làm được như vậy? Áo giáp giấy là một trong những phát minh độc đáo của người Trung Quốc. Nó thực sự khá hiệu quả. Áo giáp giấy xuất hiện lần đầu ở thời nhà Đường, khoảng thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Ít nhất có 1.000 binh lính được trang bị loại áo giáp này để chống lại sức mạnh của cung tên. Liệu áo giáp giấy có thực sự chống lại được những mũi tên đầy uy lực như văn tự cổ đã nhắc đến? Chỉ có một cách duy nhất để tìm hiểu: dựng mô hình và đưa nó vào thử nghiệm. Jamie Hood, chuyên gia về các loại áo giáp thời cổ, đang nghiên cứu những tài liệu hiếm hoi có nhắc đến áo giáp giấy để tìm cách dựng mô hình. Có rất ít tài liệu nhắc đến áo giáp giấy và kỹ thuật này gần như đã thất truyền. Một tài liệu của Trung Quốc từ năm 1621 được tìm thấy trong quá trình nghiên cứu có chứa một bản vẽ áo giáp giấy. Hình minh họa trong bộ bách khoa toàn thư thời nhà Minh vẽ một chiếc áo khoác với những lớp vải và có chú thích áo giáp giấy bên dưới. Áo giáp vảy cá được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc cổ đại, nhưng áo giáp vảy cá truyền thống làm từ da hoặc kim loại không chống lại được nỏ. Vậy áo giáp vảy cá làm từ giấy thì sao? Thiết kế thông minh của áo giáp giấy giúp tối đa hóa khả năng bảo vệ. Sau khi được gập lại thành nhiều lớp và được phủ nhựa thông, một tờ giấy bình thường đã biến thành một mảnh giáp chắc chắn. Với mô hình áo giáp được hoàn thành, chúng tôi có thể thử nghiệm xem những văn tự cổ có chính xác không. Liệu giấy có thể chặn được những mũi tên đầy uy lực? John Naylor, chuyên gia về vũ khí thời cổ, đã mang chiếc áo giáp đến trung tâm nghiên cứu của chúng tôi và thử nghiệm nó với một mô hình nỏ của Trung Quốc. Thật tuyệt vời, nó không cứng như tôi nghĩ, nhưng vẫn là một minh chứng hoàn hảo cho loại áo giáp vải cá. Mũi tên xuyên qua lớp vải bên trên khoảng 1,3 cm, nhưng đã bị lớp vải bên dưới chặn lại. Anh lính này nhìn có vẻ như đã bị thương, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn không hề hấn gì. Điều này cũng giải thích cho những câu chuyện về những người lính dính tên chi chít trên người như những con nhím. Thí nghiệm của chúng tôi đã chứng minh rằng áo giáp giấy có thể chặn được cung tên. Người Trung Quốc cổ đã làm ra loại áo giáp hạng nhẹ, có thể chống lại những vũ khí rất mạnh. Nền văn minh rực rỡ của Ấn Độ ẩn chứa những loại vũ khí tàn bạo. Một loại vũ khí ném có khả năng cắt đứt tứ chi. Một thanh kiếm có thể giết 9 người chỉ bằng một nhát chém. Đó là những vũ khí kỳ dị của Ấn Độ cổ. Chúng tôi đã khám phá ra một văn tự tiếng Ấn Độ từ thế kỷ 16 có tên gọi Akbanama. Những văn tự này thường được dùng những hình vẽ nhỏ nhưng cực kỳ chi tiết để mô tả các loại vũ khí và áo giáp kỳ quái, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ, Mông Cổ. Một bức hình minh họa trong Akbanama vẽ những vòng tròn kim loại được sử dụng như một thứ vũ khí. Những vòng kim loại này là gì? Các cuộc nghiên cứu chỉ ra một loại vũ khí có tên Chaka, một loại vũ khí ném của Ấn Độ cổ. Nida Singh là thành viên của tộc chiến binh đạo Sikh, được biết đến với cái tên Akali Nihang. Họ là quân tiên phong trong quân đội Sikh.
được thành lập đầu thế kỷ 17. Akali Nihang là quân tiên phong trong quân đội các nước theo đạo Sikh. Họ là người bảo vệ các tín đồ. Họ được tuyển chọn làm vệ sĩ riêng cho các nhà lãnh đạo và canh gác những ngôi đền thờ đạo Sikh. Chaka có đường kính từ 12,7 đến 30,5 cm, chiều rộng khoảng 2,5 cm. Các chiến binh Akali Nihang ném hàng loạt những vòng tròn sắt vào hàng ngũ kẻ địch để phá vỡ tiền tuyến của chúng. Được sử dụng trong mọi cuộc chiến của đạo Sikh trong hơn 300 năm, loại vũ khí này là biểu tượng cho các tướng lĩnh đạo Sikh. Đây gần như là một vòng tròn phẳng, mặt dưới phẳng, mặt trên hơi cong, giống như cấu tạo của cánh máy bay. Rìa bên ngoài được mài sắc để khi ném đi, cho dù trúng chỗ nào, nó cũng có thể gây sát thương. Loại phi đao thông thường chỉ có thể đâm vào một vị trí nhất định. Đối với Chaka thì vị trí tiếp xúc không quan trọng. Nó sẽ xoay tròn, đâm vào mục tiêu, tiếp tục xoay và cắt sâu vào vết thương. Những ghi chép của Duarte Barbosa, một người du lịch đến Ấn Độ thời xưa, có nhắc đến những tác dụng đáng kinh ngạc của Chaka. Họ mang theo 7 hoặc 8 Chaka đeo bên tay trái. Họ lấy một Chaka đặt lên ngón tay phải và xoay rất nhiều vòng. Khi họ ném nó thật mạnh về phía kẻ thù, cho dù là chân, tay hay cổ bị ném trúng thì cũng bị nó cắt đứt. Chaka thực sự có thể cắt đứt tứ chi như những gì Barbosa ghi chép. Thời cổ, người Sikh thường dùng cây mía để thử nghiệm vũ khí. Quan niệm truyền thống cho rằng cây mía có hình dạng giống xương, nên trong các nghi lễ của đạo Sikh, họ thường dùng cây mía tượng trưng cho xương để hiến tế cho nữ thần Tindi. Để thử nghiệm Chaka một cách chuẩn nhất, chúng tôi sẽ dùng cây mía giống như người Sikh đã làm, để xem liệu Chaka có thể cắt đứt tứ chi hay không. Qua các cuộc thử nghiệm, chúng tôi thấy rằng những ghi chép của Barbosa là chính xác. Người Ấn Độ cổ đã tạo ra loại vũ khí có thể cắt đứt chân tay một người bình thường. Nhưng khi nghiên cứu sâu hơn các tài liệu cổ, chúng tôi tìm thấy những ghi chép không thể tin nổi. Làm cách nào một chiến binh có thể giết 9 người cùng một lúc bằng một cây roi sắt? Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện một môn võ đã thất truyền hàng thế kỷ, Kalaripayattu. Bang Kerala ở Nam Ấn Độ là nơi sản sinh ra môn võ này. Võ sư Dineshan đã luyện tập Kalaripayattu hơn 30 năm. Ông là một trong những võ sư hàng đầu thế giới. Môn võ Kalaripayattu đã 3.000 năm tuổi và được coi là nguồn gốc của võ thuật trên khắp thế giới. Môn võ này sử dụng khá nhiều vũ khí, nhưng có một loại vũ khí độc nhất vô nhị. Đó là Urumi. Vũ khí này làm từ thép dẻo dày chưa đến 3mm, nên nó được sử dụng như một cây roi, chứ không phải kiếm. Thông thường, kim loại dùng làm dây cót đồng hồ cũng được dùng để làm Urumi. Nó thường được làm cho mềm hơn. Nó được sử dụng rộng rãi ở Ấn Độ cổ, không chỉ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, mà còn trong các cuộc tranh chấp khi mỗi bên cử ra một chiến binh để đấu. Khi một chiến binh phải một mình chống lại nhiều kẻ địch, đó là lúc vũ khí này tỏ ra hiệu quả nhất. Một câu chuyện ở Ấn Độ thời Trung Cổ là một minh chứng hoàn hảo. Bang Kerala thế kỷ 16, Thacholi Othenan, một chiến binh Ấn Độ và người anh cả trong một gia đình 9 anh em, đã đấu tay đôi để giải quyết mâu thuẫn. Họ sử dụng Urumi để giao đấu. Othenan nhanh chóng nhận ra đối thủ giỏi hơn mình rất nhiều. Othenan không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng nếu không muốn mất mạng. Nhưng với danh dự bị tổn thương, Othenan quyết tâm báo thù. Theo một văn tự cổ, trong một cuộc tấn công vào ban đêm, Othenan đã giết cả 9 anh em bằng Urumi. Liệu điều này là có thật? Một người có thể một mình giết 9 người bằng Urumi? Một trong những học trò của Gurukan đã giúp ông nghiên cứu về câu chuyện này.
9 mục tiêu giả đã được dựng lên, tượng trưng cho 9 người mà Otenan đã giết. Học trò của Gurukan sẽ chỉ tấn công một lần duy nhất như Otenan đã làm. Để tránh bị thương khi dùng Urumi, anh ta phải đứng thật thẳng lưng, quay Urumi liên tục trên đầu. Tái hiện lại những gì Otenan đã làm, chúng ta sẽ biết liệu câu chuyện có thật hay không. Chỉ cần một lần tấn công bằng Urumi, học trò của Gurukan đã tiêu diệt cả 9 mục tiêu. Nếu như đây là người thật, thì họ gần như không có cơ hội sống sót. Cuộc thử nghiệm cho thấy Hachuli Otenan hoàn toàn có thể giết 9 người cùng một lúc theo cách này. Thử nghiệm cho thấy câu chuyện này là đáng tin cậy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một bí ẩn. Nó tấn công nhanh như một thiên thạch, có sức mạnh chia đôi một cái đầu hoặc phá nát xương kẻ thù. Chuyện Tam Quốc Chí nêu thứ vũ khí này được quân lính của Tào Ngụy sử dụng. Thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, đế chế này tham gia cuộc cạnh tranh để kiểm soát. Vua sao băng được đặt tên từ sức mạnh tuyệt vời của nó khi tấn công. Búa sao băng là một quả cầu bằng đồng hoặc thép gắn vào một sợi dây thừng dài 3 mét. Khi tấn công bất ngờ, nó tạo cho người dùng một lợi thế chiến thuật nhờ có thể tấn công từ một phạm vi xa hơn. Kỹ thuật chính với búa thiên thạch là quăng búa trực tiếp vào kẻ thù hoặc móc búa vào gối, bị tay, bàn chân và thả dây cho búa quấn vào kẻ địch. Năm 228 sau Công Nguyên, sử sách ghi nhận, tướng Tào Ngụy đã làm trọng thương đối phương khi tấn công bằng búa sao băng. Quăng búa và thả dây đúng thời điểm cho phép tôi tấn công đối thủ với lực lớn đủ để đánh gục hoặc giết chết anh ta. Tuy nhiên, tốc độ, sức mạnh và năng lực tấn công thực sự của búa sao băng vẫn còn là một bí ẩn. Ngày nay, bằng cách sử dụng các công cụ chiến đấu mới nhất, các nhà nghiên cứu dần làm sáng tỏ sự thực đằng sau môn vũ khí huyền thoại. Với những vũ khí võ thuật nghìn năm tuổi, nguồn gốc sự ra đời và phát triển của chúng luôn là bí ẩn. Với công nghệ hiện đại ngày nay, ta có thể đi sâu tìm hiểu đôi chút và điều tra thực tế khả năng tàn phá của chúng. Tiến sĩ Ewan Griffith sử dụng công nghệ chụp ảnh tốc độ cao để phân tích diễn biến vận động. Những bức hình chụp chậm cho Ewan thấy minh chứng khoa học thuyết phục về cú đấm xoáy. Từ sự chuyển động của bao cát, tôi sẽ sử dụng các động lực đảo để đo được lực. Động lực đảo là một hệ thống toán học cho biết đó là cơ nào đang hoạt động, nó tạo ra lực lớn bao nhiêu. Nếu cú đấm nhằm vào mặt bạn, nó sẽ lao đến với vận tốc 29 km/h. Độ lớn của lực trong cú đấm lên tới 75 kg. Thời gian thực hiện cú đấm nhanh như chớp chỉ diễn ra trong 7% giây. Nhưng chuyển động của búa sao băng diễn ra thế nào? Dù danh tiếng của nó nổi như cồn, chưa một ai khám phá ra cách thức búa chuyển động. Giờ ta đã sẵn sàng cho thử nghiệm đầu tiên. Tôi sẽ quăng búa. Nhóm nghiên cứu gắn một tấm gỗ cứng lên bề mặt bao cát, thì những kết luận của Yuan sẽ dựa vào tốc độ bật lại của búa sau khi tác động phát đầu tiên. Quan sát hình ảnh chuyển động chậm, cú tung búa diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhờ một cao thủ võ lâm. Vận tốc của nó là 33 km/h, độ lớn của lực là 42 kg khi tiếp cận bề mặt gỗ. Chuyển động của búa diễn ra trong 1,4% giây.
Vì vậy, mường tượng rằng vận tốc ra đòn này khá thấp, chỉ bằng 1/2 so với vận tốc cú đấm thiếu lâm. Sau cùng, nhóm nghiên cứu thử tăng lực tác động của búa sau băng. Liệu Michael có thể tung ra một lực mạnh hơn bằng cách tăng số lượng vòng quay của búa? Khi Michael tăng vòng quay của búa, lực căng của sợi dây thừng biến thành lực ly tâm. Đây là lực giữ cho búa chuyển động trên một đường tròn. Quan sát chuyển động chậm cho thấy Michael có thể quay búa 4 vòng một giây. Số vòng quay càng nhiều, năng lượng tích tụ trong sợi dây càng lớn. Khi sợi dây được nới ra, năng lượng của dây được chuyển đến đầu búa kim loại. Thử nghiệm dùng lực ly tâm này cho thấy vận tốc của búa sau băng đã tăng lên 49 km/h. Độ lớn của lực là 71 kg. Vậy là gần gấp đôi so với khi thực hiện quăng búa trực tiếp. Thử nghiệm cho thấy búa thiên thạch có khả năng làm vỡ xương sọ của đối phương khi để đấu chắn. Tuy rất mạnh, nhưng hiệu lực của nó không lớn hơn cú đấm thiếu lâm. Nó lợi thế hơn cú đấm thiếu lâm ở chỗ một cú đấm có thể tung ra từ khoảng cách 3 mét với tốc độ gấp đôi. Nhưng điều đó thực sự khiến nó trở thành thứ vũ khí giết người lý tưởng trên chiến trường hay không? Áp dụng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học có thể tối ưu hóa chiếc búa. Một vật có trọng lượng 622g, dài 1,4m, sẽ tạo ra lực tấn công lên đến khoảng 480kg, có khả năng phá hủy một vật có trọng lượng nửa tấn. Có nghĩa là một cái búa nặng 280g sẽ tạo ra lực tấn công ngang với 6 cú đấm. Lực này đủ giết chết người. Just that deadly effect. Về các loại vũ khí của Ấn Độ và búa thiên thạch của Trung Quốc rất là ấn tượng, tuy nhiên đòi hỏi một quá trình khổ luyện lâu dài để có thể phát huy ưu thế của những vũ khí đó. Do vậy tôi không đánh giá cao những vũ khí này. Tôi sẽ dành sự kỳ vọng của mình cho những vũ khí xa xưa của phương Đông xuất hiện ở chương trình sau. Tới đây, chương trình Radar TV về vũ khí cổ đại của phương Đông xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.